Diệt quất tứ quý, cây trồng chậu, rất là sai trái nha. Xin chào quý bà con, ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây trồng chậu, về cây diệt quất tứ quý nè. Trước màn hình quý bà con chúng ta đây là cái trái nè, trái nó đu trên cây đây ha. Trái rất là nhiều, rất là sai. Diệt quất tứ quý thì nó sẽ ra trái quanh năm nha. Cái lá nó sẽ to hơn diệt quất thường, quý bà con chúng ta lưu ý nha. Có hai dòng diệt quất nha, diệt quất thường thì chúng ta trồng nó rất là lâu cho trái. Còn diệt quất tứ quý thì khi mà quý bà con chúng ta lấy cây giống từ trung tâm cây giống đem về, nó giống như vậy nè, thì nó sẽ ra hoa, nó sẽ ra hoa, nó sẽ đậu trái. Và đặc biệt trái rất là sai, rất là nhiều nè. Một chùm của nó rất là nhiều trái nha. Một cái cành cấp của nó thôi là rất là nhiều rồi nè. Trong trái diệt quất tứ quý này thì rất là giàu dinh dưỡng, rất là giàu vitamin nha. Chúng ta cũng có thể là làm sữa chua nè, chúng ta cũng có thể làm nước ép nè, hoặc là chúng ta ăn trái trực tiếp tươi giống như vậy luôn, nếu như quý bà con chúng ta không có thời gian chế biến ha. Đây, trái đây, chi chít ở trong. Còn giá bán là 300 ngàn trên một cây diệt quất giống như vậy. Còn chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển thì tùy theo quý bà con chúng ta ở xa ở gần thì Ly không có báo trực tiếp được. Miền Trung, miền Bắc khác nhau ha bà con, phí vận chuyển nó cũng khác nhau. Còn rất là nhiều cây nha, đó, cây nào cũng có trái nhiều đó. Cây nào cũng có trái nhiều, trái sum xê, trái chi chít luôn. Tùy theo trái to, trái nhỏ ha. Có cây thì trái nó to, có cây thì trái nó cũng có những cái trái mà nó chuẩn bị chín rồi nè. Trái chuẩn bị chín ha. Chiều cao của cây thì cao khoảng từ 30cm đến 40cm thôi. Nó không có quá cao nha, nhưng mà nó đã ra trái rồi. Cây trồng chậu rất là thích hợp. Bạn này là cây nhiệt đới, chúng ta cũng có thể là trồng ở khu vực miền Tây hoặc là khu vực miền Đông, miền Bắc thì chúng ta cũng có thể là trồng được luôn, đặc biệt là trồng chậu ha. Trồng chậu hoặc là trồng đất đều được. Trồng chậu thì trái nó sẽ giống như nó thể thưa hơn, tại vì chất dinh dưỡng của nó ít hơn á. Những cái mùa đầu thì trái nó nhiều, còn những cái mùa sau dinh dưỡng nó kém lại á, thì cái trái nó sẽ ít ha. Còn khi mà quý bà con chúng ta trồng đất thì trái nó sẽ sai nha. Trái nó rất là sai nha bà con, và trái nó sẽ to hơn nữa. Đây, trái nè, trái này thì chín rồi nè. Như vậy là chúng ta thu hoạch được rồi nè, những cái trái giống như vậy sum xê luôn ha. Cây rất là đẹp nha bà con, cây rất là đẹp nè. Thì bên trung tâm cây giống có giao hàng bưu điện, giao hàng online luôn. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích mua hàng của trung tâm cây giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha, để bên trung tâm cây giống gửi hàng và giao hàng cho quý bà con chúng ta luôn nha. Còn đây là hoạt động tại trung tâm cây giống đây. Mấy bạn đang lựa sầu riêng, chuẩn bị lên xe. Thì bên trung tâm cây giống là đơn vị cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng nè, có liên kết đầu ra cho quý bà con chúng ta về tất cả các loại cây trồng. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Đây là sầu riêng Thái, còn gọi là Dona. Miền Tây thì hay gọi là mỏng thon nha. Còn mấy bạn bên kia thì đang bấm tem sầu riêng lách thon D200, thể loại giống mới, ruột cam. Bên Ly còn rất là nhiều loại cây giống đang cho trái sẵn nha. Giống như cây táo Thái nè, là 80.000 một cây. Rồi cây nhãn lồng tím, nhãn lồng tím thì 70.000 một cây. Rồi có cây Lekima nè, cây quýt đường. Rồi cây nhập khẩu thì có cây nho thân gỗ, rồi có cây bưởi. Ôi rất là nhiều loại ha. Táo Thái đang trái luôn nè. Chỉ có 80.000 thì quý bà con chúng ta sở hữu được cái cây táo đang cho trái sẵn giống như vậy rồi. Rồi 300.000 trên một cây là cây diệt quất tứ quý giống như vậy ha. Đó, 300.000. Đó. Rồi có chanh vàng Mỹ nữa nè. Rồi ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây diệt quất tứ quý nha. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.